Du, em biết là anh muốn làm gì với khẩu súng này, nhưng mà em rất là xin lỗi. Em không thể nào để anh làm điều này được. Em xin lỗi. Derry, anh ổn chứ Derry? Em mong là anh không bị thương. Em đã rất là sợ hãi. Làm ơn quay lại đi anh. Em đang chờ đợi anh đó. Derry, anh ổn chứ? Anh đã đi đâu vậy hả? Em rất là sợ là anh sẽ không bao giờ quay trở lại với em nữa anh à. Derry, đồ ngốc, hãy tập trung vào mục tiêu của anh đi. Anh ta không phải là em trai của anh. Anh ta chính là kẻ thù của anh. Anh ta là trở ngại lớn nhất của anh. Hãy loại bỏ anh ta đi. Nandu, trong chúng ta chỉ có một người được sống thôi Nandu. Không, Derry! Anh à, em sẽ không để chuyện này xảy ra với anh đâu. Em biết là anh sẽ sớm ổn mà. Nandu, hãy để các bác sĩ làm công việc của họ. Mạng sống của anh hay anh đang nằm trong tay họ rồi. Mẹ ơi, con muốn anh trai con trở lại. Mẹ hãy mang anh ấy trở về với con đi. Con không thể nhìn thấy anh ấy như vậy được. Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Bác sĩ, cơ hội sống sót của anh ấy như thế nào? Rất mong manh, 10-15% thôi. Không, không thể như vậy được, là anh hai của tôi đó. Xin mời hãy đợi bên ngoài, hãy để chúng tôi làm công việc của chúng tôi. Nandu đi nào. Anh ơi, Nandu, bình tĩnh lại đi con. Nandu, thần Rama đã luôn đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Anh sẽ thấy, ngài sẽ giúp anh. Thần linh sẽ cứu sống anh hai của anh. Naina, con sao vậy? Kali, mẹ nghĩ là Naina đang đói. Con à, con hãy về nhà với Manjari đi. Không, con không sao đâu, con sẽ dỗ được mà. Con à, con đang lo lắng cho Nandu. Con không cần phải ở đây đâu, mẹ ở đây được rồi. Về nhà đi con. Đi nào Kali, đi nào. Du, anh ổn chưa vậy?
Chuyện gì vậy? Du, anh đang làm gì vậy? Bỏ em ra. Đêm qua Kali và Nandu đã có chuyện gì? Nói đi. Chuyện sẽ xảy ra giữa bất kỳ cặp đôi nào trong đêm đầu tiên của họ. Kali và Nandu đã trải qua đêm đầu tiên bên nhau như vợ chồng. Bác sĩ nói rằng cơ hội sống sót của Derry khá mỏng manh. Nandu đã rất là sợ hãi. Con cảm thấy thật sự tồi tệ khi mà nhìn vào trạng thái của anh ấy. Con nên đi cho Naina ăn đi. Em sẽ phải chọn. Em muốn trở thành vợ của Nandu hay là mẹ của Naina? Nào, hãy trả Naina cho anh. Không, trả Naina cho anh. Du, cẩn thận. Kali, Du, bỏ nó ra đi. Naina sẽ bên cạnh Kali. Và đây là quyết định của chúng ta. Thật sao? Đó là quyết định của bà sao? Vậy thì đây là quyết định của con. Naina là con gái con, và con không thể nhìn thấy con gái con được một người lạ nuôi dưỡng. Đó là lý do tại sao con sẽ rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi. Chúc mừng sự có mặt của con dâu và con trai mới của gia đình Chaudhary. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Naina là con gái con, và nó sẽ ở cùng với con. Du, Du, Naina, Du, Du, dừng lại đi. Nếu ai cố ngăn cản anh, anh thề với Naina anh sẽ tự bắn mình. Bỏ súng xuống đi Du. Du, anh không thể tước đi quyền làm mẹ của Naina của em được. Em không thể nào sống thiếu Naina. Xin hãy trả lại con gái cho em. Em xin anh, em cầu xin anh đó. Em cầu xin anh sao? Em cầu xin anh hả? Giờ thì sao đây? Khi anh cầu xin em, em không hề nghe thấy anh. Em đã cưới một gã ngốc vô danh và biến anh ta thành cha đỡ đầu của con gái anh. Bây giờ em sẽ biết được nỗi đau khi không được người mình yêu đáp lại. Em sẽ biết nỗi đau khi phải rời xa Naina là gì. Du, Du, không, Du, 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 đừng đi mà anh, Du. Du, mẹ Maxi, con phải đuổi theo Du. Anh ấy đang đi rồi. Đi thôi. Bệnh nhân này rất khó tỉnh lại trong trường hợp này. Hãy có niềm tin vào thần linh. Thần linh sẽ làm gì chứ? Derry tôn thờ ma quỷ cả đời. Và thần linh sẽ giúp anh con như thế nào đây? Kali là một tín đồ của thần Rama, và cô ấy nói rằng thần Rama rất là nhân từ, ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ con. Thank you.
Mẹ mang gì, lái nhanh lên nào. Cô đã nhìn thấy chưa? Đây là lý do tại sao cô không thể chiếm được trái tim của thằng bé. Ta đã nói với cô hàng ngàn lần là hãy thay đổi đi. Dù ta có nói với cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn không dừng lại. Bà cũng chẳng hơn gì con đâu bà. Bà đã dạy con cách lừa dối. Tuy nhiên, dù rất là tôn trọng bà đã bày ra đủ trò để tách Du và Kali ra khỏi nhau. Nè, cẩn thận cái miệng của cô đi. Vậy là đủ rồi đó bà. Trước giờ con luôn im lặng. Bà có biết hiện giờ con đang ở trong tình trạng nào không? Con không có một nơi nào để đi. Kali đã hứa với con rằng Naina sẽ là của cô ấy và Du sẽ là của con mãi mãi. Bây giờ cứ xem đi. Nếu như Du không chấp nhận con thì chắc chắn anh ấy sẽ trả giá đắt. Tên con là Gaurijiha. Con sẽ không bao giờ để yên cho ngôi nhà này đâu. Trên thực tế, con sẽ hủy hoại danh tiếng của gia đình bà. Mẹ mang xe à, đợi ở đây một chút đi. Thần Linh ơi, xin hãy trả con gái lại cho con. Naina, Naina. Có ai không? Du, mở cửa ra đi nào. Hãy ra khỏi xe đi. Naina. Naina.
Này nà, bác sĩ, xin hãy cứu mạng đây nè. Đừng lo, y tá chuẩn bị trị liệu đi. Đầu con tôi đang chảy máu. Kali, có chuyện gì vậy? Kali, xin hãy cứu mạng đây nè. Chuyện gì vậy? Sao không ai nói cho tôi biết chứ? Xin vui lòng đợi bên ngoài. Này nè, này nè, con là một đứa con gái dũng cảm của một người mẹ dũng cảm. Mẹ biết là con chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Bác sĩ, dù thế nào đi nữa, hãy cố gắng cứu mạng đây nè. Cô đừng lo. Em đừng lo, điều là Du đã làm sai rồi. Đáng lẽ anh ấy không nên làm điều đó. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với Naina? Naina bị sao vậy? Hả? Em nói đi nào. Mẹ Mansi, nếu có chuyện gì xảy ra với Naina, con sẽ không bao giờ tha thứ cho Du đâu. Không bao giờ. Naina sẽ không sao đâu. Nó sẽ không sao đâu. Con có nghe không? Đó là một chấn thương rất nặng. Chúng ta sẽ phải thực hiện một cuộc phẫu thuật. Hãy ký vào tờ đơn đi. Phẫu thuật sao? Nhưng mà con tôi nó còn quá nhỏ. Hãy ký vào tờ đơn đi. Bình tĩnh nào con à. Con không thể nào mất đi hy vọng được đâu. Mẹ Mansi, đây chính là lỗi của Du.